Hello mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ nhé. Em Thương lên sóng giới thiệu giao lưu với mọi người một cục cẩm chỉ của ông ba. Cục đây là rác đang rục gần hết các bác nhé. Cục Vân thì nói chung là nó quá VIP luôn. Để các bác nhìn. Vân lăn tăn mì tôm các bác nhé. Lăn tăn mì tôm. Nói chung đây là em không trà nó nhé. Để lâu thì nó tối vào rồi, chứ còn Vân này Vân quá VIP luôn. Đấy, cục đây là 24kg anh chịu ạ nhé. 24kg. Rồi em đo kích thước và chiều ngang. Chiều ngang này, chiều ngang là được đây các bạn, từ mép đây qua đây là được 60 các bác nhé. 60. Rồi chiều cao, chiều cao đây anh chị bạn này, chiều cao được 37. Chiều dài đi, chiều dài được 25. Bụng đây các bác này, bụng từ đây qua đây là 25 này. Các bác nhìn Vân này, Vân quá VIP luôn anh chị bạn này. Bắn tia luôn. À, trên đầu đây các bác nhé, trên đầu thì em đo luôn này, 18 này. Trên đầu 18, 13 lõi. Nói chung là cái rác mộc này nó còn loáng thoáng thôi các bác nhé. 24kg anh chị bạn, 24kg. Đấy, chiều cao đúng chuẩn là 37 nhé. 37 là lên đến đây. Rồi phần đây ạ, đặc cao nha, đặc nha. Chỗ này thì được chỗ này, chỗ đây là được 23. Rồi phần dưới đây cuối cùng đây là được 15, 16. Đấy, Vân thì soi lại cái lần nữa cho anh chị bạn xem nhé. Vân nói chung là quá là ok rồi anh chị bạn nhé. Đục đẽo VIP đây, cho các bác xem mặt dưới này. Đây, mặt dưới đây, mặt dưới là bao đặc luôn anh chị bạn nhé. Rồi, chị bạn nào mà thiện chí liên hệ em số điện thoại là 0338918991 nhé. Cẩm chỉ của ông ba. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em nhé.